Dạ. Cậu về chưa? Thưa mợ, chắc sắp về. Thôi, anh đừng có đía nữa. Dạ, cũng tại cái tật ham nói cho nên ba má tôi với bà con lối xóm đặt tôi là Tư Đía. Họ đặt cái chết tên luôn nha. Trời ơi, bữa nay sinh nhật của tôi mà 8 giờ vẫn chưa về nữa. Dạ, có lẽ cậu đang trên đường về mà. Sao anh biết? Dạ thì hồi sáng ngày trước khi đi làm á, cậu có dặn tôi đi lấy ổ bánh cậu đặt sinh nhật cho mợ nè. Như vậy là cậu đâu có quên. Mà hễ không quên á, thì hôm nay sinh nhật của mợ thì thế nào cậu cũng phải về thôi. Chắc là mai 21 gì đó phải không? Không đâu, đêm nay phải về thôi mợ ơi. Dạ thưa mợ, tôi thấy mấy tháng gần đây cậu già đi trước tuổi. Điều đó thì ai cũng thấy. Nhưng mà anh Cần thì nói cái chuyện khác cho tôi nghe. Mở nói chuyện khác là chuyện gì? Thì cái chuyện ảnh đi sớm về khuya. Chắc là tại cậu lo làm ăn đó mợ ơi. Nếu chuyện làm ăn thì tôi đâu có nặng dạ. Tôi thấy dường như là anh rất đắm đuối say mê. Chị Trang đúng là cậu say đắm thật lòng. Nè nè nè, anh biết ảnh say mê ai không? Tôi nói lén mợ nghe, mợ nhớ kính lời. Thôi được rồi, anh cứ nói tôi nghe. Nói thiệt mợ nha, cậu mà bỏ mợ bơ vơ là tại cậu mê. Mê ai? Mê cái công trình chứ mê ai. Vô duyên. Rồi, nghe tiếng chuông nhấp nhấp là biết ai rồi. Tôi ra mở cửa nghe mợ. Trao duyên lầm cho tướng cướp biển. Kìa, Tiết Minh em, lễ tiệc chú đáo hết chưa? Trong ngoài sáng giờ mình nên tôi lo muốn ná thở xong hết rồi. Anh Tư, anh giúp tôi mang 12 thùng bia, mấy cây thuốc ba số ở ngoài xe vô đại khách nhé. Rồi, lấy le với người đẹp, đã ngang. Tiết Minh, hôm nay em đẹp lắm, tuổi 30 càng sắc sảo mặn mà. Thôi anh ơi, nếu phải dành lời khen cho người luôn dồi dào phong độ, người đó phải là anh. Lúc nào em cũng đùa cợt trước sự đau khổ của anh mà. Không biết em còn làm cho anh đau khổ tới bao giờ mới quên được bóng hình xưa. Kể từ ngày em đây bước lên xe qua đời, anh như trăm năm cô đơn tiêu tùng. Nhưng anh đây vẫn nhớ vẫn mong, dù trong tuyệt vọng mong cứ thầm mơ xin đừng giờ mong. Thương nhớ gì anh có hàng tá người yêu, còn rước còn cười chẳng biết đâu nhìn. Bởi anh đi đây hận cho mình, anh muốn tìm trong quên lãng. Yêu như vậy chỉ tự hành hà, càng khổ đau anh càng nhung nhớ. Em thấy không, cho đến hôm nay anh đây vẫn còn đơn lẻ. Đàn ông các anh chỉ lắm lời thôi, lòng thì ai cũng xạo như nhau. Nè, em đừng giận cá chém thớt chứ. Thằng Nhân khác, anh khác. Dạ thưa mợ, khách mợ mời đủ mặt, ta ngồi lóc nhóc đến ta chờ ăn kìa. Trời ơi, giờ này vẫn chưa về nữa. Ủa, em chờ Nhân đó hả? Nhân đâu? Dạ, cậu tôi bận Khánh Thành ở bệnh viện á. Anh Hùng, anh cùng công tác chung công trường với anh Nhân, sao anh không dự lễ Khánh Thành? Hồi nãy anh nói với em rồi, thằng Nhân khác, anh khác mà. Thằng Nhân chỉ biết có công trường, còn anh chỉ biết có em. Còn tất cả đều là con Zero. Thôi, lên đi để khách đợi. Anh thay Nhân lo chủ trì tiếp khách cho nhé. Đi em. Rồi, dai kề dai, tay ôm ngang hông. Bạn tốt ơi là bạn tốt, có bạn như cha này, mất vợ như chơi mấy cha. Một đêm sinh nhật buồn, ôi tình đời đen bạc, lòng người phản trắc. Người ta lợi dụng lúc mở tôi buồn, dẫn cậu tôi mà nhào vô kiếm ăn. Vậy mà mở tôi đâu có biết, không chịu giữ tỉnh táo. Buồn rồi ai đưa rượu cũng uống, uống say tối trời tối đất, không biết đường lên lầu, rồi phải tì nghi di tản su sa long. Không biết đêm qua vì sao mở tôi buồn.
buồn vì cậu thôi đi tuột đã quên. Chỉ có ai vui thừa cơ về xóm. Trời ơi ngó xuống coi người giết nhau. Tư ơi, anh Tư à. Rồi lại một kẻ điên trong thời loạn về. À, anh Tư ơi. Ừ. Tới giờ sinh nhật có Tuyết Minh chưa vậy anh? Chưa, mà chưa năm tới chứ năm nay qua rồi. Hả? Anh nói gì lạ vậy? Bữa nay mấy? 4 giờ sáng ngày 24 tháng 4. Còn sinh nhật của mợ là ngày 23 tháng 4. Ây chà, như vậy là chết tôi rồi. Sai quá nên quên hết ngày giờ. Chắc là Tuyết Minh giận tôi lắm hả anh? Thôi, để tôi lên lầu tôi xin lỗi vợ tôi. Đâu, mợ không có trên lầu đâu. Mà bữa nay mợ đã tiện nghi, mợ di tản xuống xa long đây nè. Em ơi, các bạn ơi, vợ tôi đang nằm ngủ. Ô đẹp lạ đẹp lùng. Ôi vợ muốn năm. Uống vô 100% nha. Trời ơi, anh cũng bị ép uống tới 100% á. Mà đã quất càng câu, mặt mũi tối tăm đó em. Còn mở 100% cho chó ăn chè. Cho chó ăn chè, vợ tôi cũng muôn năm. Em ơi, Trúc Minh ơi, anh về nè. Dậy đi em, dậy đi. Nhức đầu quá. Để tôi nằm yên đi Tư đi. Trời đất ơi, trời ơi. Một sự lầm lẫn vô cùng tai hại. Cả làng này không lựa tên, ai kêu lựa ngay tên Tư Đía kêu chết như chơi mấy cha. Em nhức đầu hả? Để anh bắt gió cho em nha. Ây, buông ra Tư Đía. Nữa Đía nữa. Anh Tư. Dạ. Sao vợ tôi kêu tên anh hoài vậy? Bởi vì mới chết tôi thôi, để tôi rút vô trong để đây hồi bị hiểu lầm khổ nữa. À, em nhức đầu phải không? Thôi được rồi, để anh sẽ bắt gió cho em nha. À, mà anh cũng biết, tại vì em quá vui nên em uống nhiều phải không? Nhưng không sao, đó là luôn tình luôn nghĩa mà em. Anh cũng vậy, phải tình phải nghĩa là 100%, chứ không uống thì coi cũng kỳ quá. À, bữa nay anh trễ là vì nguyên do đó đó em. Thôi, bây giờ để anh pha nước chanh cho em uống nha. Coi kìa, cái gương sai có thấy ghét quá. Nhưng không sao, đối với anh, lúc nào em cũng là đáng yêu hết. Ủa, anh Nhân hả? Uống ra. Anh còn nhớ đường về nhà sao? Vậy mà tôi tưởng công trường mới là nhà của anh. Còn mấy anh em công nhân mới là vợ, là bạn bè, là thân bằng quyến thuộc, dòng họ bà con anh chứ. Em, thôi mà em, cho anh xin lỗi nha. Lẽ ra là anh phải có mặt trong ngày sinh nhật của em đó chứ. Nhưng mà không hiểu ma xui quỷ khiến gì người ta chọn cái ngày lễ khánh thành trùng cái ngày sinh nhật của em thì khổ anh quá chừng luôn nha. Em à, bây giờ em hãy lấy tình thương xóa bỏ giận hờn nha em ha. Em, sao em lặng im vậy Tuyết Minh? Nói đi em, nhưng gì trong lòng xót xa. Chớ nếu không thì anh sẽ u buồn. Có chồng như tôi thêm tuổi thân, say mê công việc anh bỏ nhà quanh yêu vắng tanh. Tuyết Minh, nếu còn yêu nhau em hãy hiểu cho chồng. Thôi, anh viết đơn ly dị dứt tình cho em ký tên. Minh ơi đừng trách chi em, thôi buồn chi em. Cái đau vợ chồng là tình nghĩa trăm năm, chứ còn công trình hoàn tất lâu lâu mới có một lần. Khánh Hà anh cùng tính khánh thành xong là về đây bên em vui mừng sinh nhật. Nào ngờ đâu bạn bè mời mọc lỡ quá vui nên anh về trễ để em buồn. Em ơi đừng hiểu lầm anh giận
yêu em tha thiết chung tình. Làm cái gì? Thôi, anh đừng có nói nữa. Anh đã bỏ em một mình trong ngày sinh nhật quanh hiu. Anh thề với đất trời, anh chẳng hề phai nhạt tình yêu. Nhưng với công việc cũng là tương lai sự nghiệp, dẫu có buồn cũng nên nghĩ để thương anh khả năng với lòng tự hào cùng dưỡng nuôi tình yêu và hạnh phúc mà. Người chồng yêu vợ hả? Không ai vậy hết á. Em tình ơi, nếu mình giận làm quên, anh xin làm gió quạt đời, mùa lùa tay thì yêu em. Tại anh nhớ nào phải tại em. Anh hứa đợi rồi anh quên, để mưa rơi trên tóc mềm. Hồi mới cưới đi đâu anh cũng muốn đủ đôi đủ cặp được nhau, rồi anh bỏ em thui thui một mình. Em biết ý anh mà, nay em đã là vợ anh coi em như vật sở hữu của anh, không có sợ mất. Nói cho anh biết nè, anh đừng có lên mặt. Tôi ra đường vẫn còn rực rỡ, anh đừng tưởng tôi như một cánh hoa tàn. Em đừng có nói vậy, lúc nào anh cũng thương em, anh thương em nhất đời anh mà. Nè, anh năn nỉ rồi, tha thứ cho anh ra em ha. Em tức lắm mà, anh cứ năn nỉ, nhận lỗi rồi gây ra lỗi lầm. Em biết mà, em biết là anh rất coi thường và khinh rẻ em mà. Anh Tư, dạ, lấy vali rồi kêu xe giùm tôi. Dạ, dạ, dạ. Anh Tư, dạ. Khoan đã, anh mua giùm tôi một tô hủ tiếu. Dạ. Em ơi, em ăn hủ tiếu Nam Giang em. Không, anh Tư. Dạ, bún mắm hay gì mà? Không có bún mắm gì hết á. Xách vali cho tôi. Anh Tư. Dạ. Trời ơi, trời lưỡng đầu thọ khổng, tôi biết chạy trốn đâu đây nè trời. Anh Tư. Dạ. Tôi biểu anh cứ xách cái vali. Anh Tư. Dạ. Tôi biểu anh mua hủ tiếu cho tôi. Trời ơi trời, tôi phải nghe ai? Thì anh phải nghe tôi. Nếu liệu hồn thì anh phải nghe tôi. Anh liệu hồn, anh hãy nghe tôi. Trời hỡi trời, tôi say sẩm. Tôi say sẩm cả mặt mày. Nhà này tôi là chủ, vậy thì anh phải nghe tôi. Lệnh hai đầu tôi biết phải nghe ai, nghe nghe đằng này thì chết với đằng kia. Anh phải nghe tôi vì tôi là chủ hộ. Tiền bánh quà tiền lương tháng cho tôi chi? Xách vali cho tôi liền. Anh Tư, tôi cấm mà dám cãi tôi sao? Ali ba ba, ông kêu ra bà kêu vô. Anh Tư má, anh làm gì anh lách nhép bên khung rồi hả? Dạ tôi đang niệm chú để biến thành tề thiên, có 72 phép thần thông để làm vừa lòng cậu mợ. Anh Tư. Dạ. Anh coi giám đốc làm việc nè. Dạ, quá hoài. Thuyết Minh, tôi là chồng, còn em làm vợ. Còn tôi ở đỡ ngoài giá thú. Kỳ vậy anh Tư? Đi chỗ khác, tôi đang làm việc, anh làm gì kỳ vậy anh Tư? Em muốn đi đâu phải có ý kiến của tôi. Đúng. Em tính đi đâu? Đi Vũng Tàu chơi. Vũng Tàu là nơi du lịch nghỉ mát, lôi thôi lắm. Không được, em không được đi một mình. Nếu đi phải có tôi, còn không có tôi cấm. Rồi, chạm gác chẳng cho qua. Tôi cứ đi. Rồi, lại sẵn sàng hú còi, vượt trạm. Nhưng tôi không cho đi. Trời ơi. Được rồi, em cứ đi tự nhiên. Tôi sẽ khóa cửa nhà lại. Anh Tư. Dạ. Tôi cho anh đi uống bia ôm. Rồi, vô mánh. Vợ chồng giận nhau hoài, tôi uống bia ôm quằn tay luôn. Nè, anh Tư. Dạ. Gần đây có quán bia ôm nào không? Dạ nhóc. Bia ôm có cà phê ôm, có trà đá ôm, có cà phê giống có luôn. Hả? Cà phê võng là sao? Là leo lên võng ngủ uống cà phê á. À dạ, mua đen mới hả? Ờ trời, chứ năm nay ngồi ghế uống cà phê là xưa, năm nay leo lên võng uống không à. Rồi có ôm không? Thoải mái. Cái gì, anh nói gì? Thoải mái, có ôm thoải mái. Ôm ôm muốn không khóc nhóc. Nói lớn lên coi. Dạ, nói lớn sợ ảnh hưởng nhà cửa chén bát gì không? Tôi chịu trách nhiệm. Rồi, có gốc dựa thì sẵn sàng. Dạ báo cáo giám đốc, bên kia đầu cầu có quán Phong Lan mới khai trương, mười mấy em, 17, 18, điện nước đầy đủ, mát da mát thịt, mát trời ống đĩa. Được rồi, mấy vị lãnh đạo tôi lên lầu lấy tiền xuống đi liền. Không có đi đâu hết á, ở nhà, đi, tôi bán nhà cho bà coi. Rồi, bế quan tỏa cản, cậu,
Cậu nói cậu đi mà cậu dám đi không? Cậu dám đi thiệt không? Cậu dám đi tôi kêu cậu bằng má tôi liền đó. Ngu sao đi? Đi để nàng giết tôi hả? Thôi để tôi vô tôi năn nỉ. Tuyết Linh! Tuyết Linh! Anh đi đi! Có giỏi thì anh đi đi! Đi luôn đi! Tuyết Minh! Tuyết Minh ơi! Mở cửa đi em! Tuyết Minh à! Mở cửa đi! Anh nói cho em nghe cái này nè! Tuyết Minh ơi! Đó! Cậu tôi đề nghị đàm phán! Rồi! Im lặng rồi! Trả lại cho em mạnh khăn hồng đó, có tên hai đứa mạo chi mộng, giận hờn chi nhau để rồi luyến nhớ lối về lỡ gặp hững hờ. Muôn bậc che nón làm nhớ, trả lại cho anh tình thương ngỏ ý. Với em anh ước hẹn duyên thề, một ngày xa nhau nụ cười héo hắt, có lần bước vội qua cầu nhìn sang em thấy anh đi gục đầu. Rồi anh coi em như đồ thừa thãi thì thôi anh cứ tính đi đừng giả mạo nhân ngại, nếu em hết giận rồi thương thì riêng em luôn cam phần khóc duyên tình. Rồi em cũng sẽ bị bỏ rơi quanh đau khổ một mình. Tuyết Minh à, lần này anh thề một lời sắt đá sẽ không bao giờ lầm lỗi nữa đâu em. Thề đâu phải lần này anh mới hứa với em. Mấy lần trước anh hứa nhưng mà anh chưa có thề, lần này anh xin thề mà. Thôi đi, làm thân đàn bà lớn chọn ông chồng tri thức cứ nghiên cứu say mê quên bỏ hết những ân tình. Rồi dấu hiệu đàm phán bắt đầu. Nè em à, ít bữa nữa ha, anh sẽ nghỉ phép một tháng đó em, rồi cái anh sẽ đưa em đi Đà Lạt chơi nha. Rồi. Em biết không, Đà Lạt hôm nay đẹp lắm em ơi. Đem mồi ra câu nhữ. Lạnh lắm. Rồi cá chẳng chịu cá cả. Nắng thì anh sẽ đưa em đi Vũng Tàu hoặc là đi Nha Trang ha em ha. Đắng lắm. Rồi đắng đề hả? Nghị bị phủ quyết à. Em à, thôi được rồi, vậy thì tối nay mình đi nhảy nghe em. Linh hoạt đấu pháp phản công nhanh. Không, mệt lắm. Bóng đã mệt không hả? Vào lưới rồi. Nếu mệt thì đến quạt cho em nha. Nè gái anh, em hai tựa đâu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Không cần. Vì em muốn làm gì hãy nói chớ đừng lạnh nhạt, đóng cửa bế quan nhà thành địa ngục đâu phải gia đình. Trời ơi, tôi là vợ của anh, tôi cần gì anh không biết hay sao? Căn nhà này từng có một thời ngất tràn yêu thương ấm cung, tôi đâu cần danh mà anh cứ lo tạo nên danh phận. Tôi tuổi đau thương tâm sợ dưới gối chẳng buồn. Em à, em đừng có nghĩ vậy. Tại vì anh không muốn làm người đàn ông bất tài đó chứ. Em ơi, em mở cửa cho anh lấy cái chút đi em. Cái gì? Cái ấy đó mà. Rồi, chiến tranh sắp kết thúc sẽ tái lập hòa bình. Cửa mở rồi đó, lấy gì lấy đi. Ờ, để... À, lấy cái này nè. Thôi mà. Bắt được rồi, bắt được rồi. Không. À Tư. Dạ. Bây giờ anh biết tôi muốn gì không Tư? Dạ biết, cậu muốn đóng cửa phòng lại. Không phải, tôi muốn anh đuôi, anh điếc luôn. Rồi, tôi sẵn sàng móc mắt tôi ra ngoài 5 phút đem đầu nằm cậu để trống. Được không? Trời ơi, giờ này mà ai nhấn chuông mất lịch sử vậy cả. Chiến tranh vừa chấm dứt, hòa bình đang tái lập mà thằng nào nhấn chuông vô duyên quá. Ý chết. Cậu mợ ơi,
công an xét hộ khẩu. Ra mở cửa đi anh Tư. Xuống ngay đừng nhấn nữa banh chuông hết mấy cha ơi, tội nghiệp quá chuông nghĩa địa đó. Chào ông bà. Chào anh. Anh Tư, lo nước. Dạ, mời anh ngồi. Cảm ơn. Xin lỗi, ông là kỹ sư Trần Văn Nhân, giám đốc công trình xây dựng bệnh viện đa khoa Hoa Hồng. Vâng, chính tôi. Đã có lệnh khởi tố ông. Đây là quyết định của viện kiểm sát và công an quận. Mời ông. Hả? Không, không, chồng tôi tội gì? Tôi có tội gì? Bệnh viện Hoa Hồng bị sập cầu thang vì cơn mưa giông ngày hôm kia. Có 5 bệnh nhân vừa chết vừa bị thương. Hả? Trời ơi, lý do tại sao vậy? Tại vì ông thiếu tinh thần trách nhiệm. Ông lấy vật tư bán ra ngoài nên công trình kém chất lượng, gây thiệt hại nghiêm trọng. Trời ơi, cầu thang bị sập. Ở đó tại tôi thiếu tinh thần trách nhiệm. Tôi ăn cắp tham lam vật tư để đem bán, mà tôi đem bán cho ai? Giết chết 5 người đúng là tội của tôi. Tôi làm giám đốc phải lãnh trách nhiệm mà thôi. Nhưng tôi muốn biết ngoài cầu thang ra còn ở đâu kim chất lượng bởi tham tàn. Không, không, các ông ơi, chồng tôi vô tội. Hòa bình mới lập lại nội chiến yên ngoài xâm đến đây rồi. Minh ơi em đừng khóc, hãy tin đèn công lý sáng soi. Ai thù ai bạn ở bên tôi, tội của tôi do bất cẩn tin người. Vì nghèo bằng vật tư hay âm mưu sâu hiểm, tôi cũng nghĩ y như cậu nhưng không nói được nên lời. Anh Nhân ơi, sao xảy ra chuyện động trời? Dù sao 5 người thiệt mạng, giám đốc phần anh lạnh trước hơn ai. Mời ông. Anh Nhân. Tuyết Minh. Anh Nhân. Tuyết Minh. Anh Nhân. Anh Nhân, giờ này anh ở đâu? Cuộc đời lão Lý anh sẽ sống ra sao? Anh ơi, thức trọn bao đêm đi nhớ thôi. Em nghe tình yêu nhắc nhở em đêm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng? Đêm từ màu thời gian đến bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu, bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Kìa, Tiếp Minh em. Rồi, em lại uống rượu nữa rồi. Trời ơi, xanh xao vàng giọt dung nhan. Coi chừng em đau gan đó, mặt mày em nám đen hết. Mặt mày nám đen đi quên tâm hồn u tối. Tâm hồn mà em u tối là tội của ai chứ? Thằng Nhân nó làm ra tội thì nó phải chịu.
Tại sao lại bắt em phải chịu đọa đày như nó chứ? Anh Nhân là chồng em, là người em yêu mà. Nhưng mà nó có yêu em như em yêu nó hay không? Nó chỉ lo công việc tạo nên quyền chức mà bỏ em chờ đợi khắc khoải. Tại sao ngày xưa nếu em chịu yêu anh, nếu bây giờ anh là chồng em, thì em đâu có đau khổ đến như thế này hả? Chuyện tình yêu đâu ai giải thích được tại sao. Nhưng bây giờ em hãy thấy được tình yêu của anh đối với em chứ. Nhưng thôi, em đừng nhân dị gì nữa hết. Dạ, chào ông. Ủa, thầy Hùng. Dạ thưa thầy, có phải đây là nhà của bà Tuyết Minh không thầy? Tuyết Minh, em có khách. Xin lỗi, cô là ai vậy? Thầy quên em rồi sao? Em tên Mai nè, học trò của thầy đó. Dạ, chào cô. Dạ thưa cô, thầy Nhân nhờ em mang thư này đến cho cô. Cảm ơn em. Em là... Dạ, cậu em là quản giáo trại giam. Em ngồi chơi, chị đọc thư một chút. Dạ. Anh Nhân bảo em chờ lấy sách cho anh. Vậy em là... Dạ, em là học trò của thầy Nhân đó cô. Cô nói cô là học trò của thầy Nhân à? Dạ. Anh tiếp Mai giùm em lên lầu lấy sách cho anh Nhân. À thôi được rồi, em đi đi. Mai à, ai dạy cô học văn hóa vậy? Cô đi gọi thằng Tù bằng thầy hả? Dạ thưa thầy, nhất tự di sư, bán tự di sư. Nếu sau này thầy có ở tù, em cũng kêu thầy bằng thầy vậy. Nè, cô đừng nói xui chứ. Em à, đây là bộ sách hai quyển chị gửi cho ảnh. Em nhớ giữ cẩn thận nha, sách này quý lắm đó. Bà anh phải gửi mua bên Pháp đó. Trong này chị cũng có viết ít chữ gửi cho ảnh. Dạ, thưa cô em về. Thưa thầy em về. Dạ, chào anh. Dạ, chào cao. Ủa, chào cô. Có việc gì? Có việc gì mà anh hớt hả hớt hải vậy anh Tư? Hả? Mở ơi tòa đá sư. Cậu rồi mở ơi. Bao đăng đã đành đành. Đâu? Chỗ nào? Anh đưa tôi xem. Nè, nè mở. Khúc dưới nè. Tuyên án Trần Văn Nhân. Hả? Nguyên giám đốc thi công xây dựng công trình bệnh viện Hoa Hồng. Như vậy nghĩa là sao? Như vậy là cậu đã lãnh án 8 năm tù giam rồi chứ sao? Trời ơi, vậy nghĩa là sao hỡi anh Hùng? Thì tòa xử nó vậy rồi chứ sao? Kìa, Tuyết Minh. Tuyết Minh em, có anh là Hùng đây, em đừng xỉu. Tuyết Minh, Tuyết Minh. Dạ, dạ thưa cán bộ, làm ơn cho em vô thăm cậu em chút xíu. Dạ, dạ cảm ơn cán bộ, dạ. Ô kìa, anh Tư. Cậu. Trời ơi, cậu. Anh Tư à, mừng chứ sao lại khóc. Không phải tôi gặp cậu mà tôi khóc đâu, mà cái này tôi mắc khóc hồi ở nhà là tôi chuẩn bị đi là tôi mắc khóc rồi, nhưng mà tôi ráng tôi nhịn lại đây tôi khóc cho nó đã. Anh Tư, nghe tôi hỏi nè, muốn có chuyện gì mà quan trọng lắm sao mà anh đã mắc khóc ở nhà lận? Tôi thiệt cậu, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ biết khóc mà. Ông già tôi chết, bà già tôi sanh tôi mới có 7 ngày thôi. Bà già tôi báo với tôi là đĩa ơi ông già mày chết rồi. Tôi thiệt cậu, tôi ngồi với tôi cười thôi cậu. Chứ tôi không bao giờ khóc mà. Từ nhỏ tới lớn đừng có ai lấy tôi một giọt nước mắt nào. Trừ trường hợp tôi khắc sữa tôi đòi bú tôi mới khóc thôi. Rớt một hai hột như tôi chứ không có rớt nhiều cậu. Nhưng mà bữa nay khóc à. Thôi anh Tư à, đừng có khóc nữa. Ở đây là trại giam. Trại giam. Trại giam cũng phải khóc nhỏ nhỏ. Thôi khóc nhỏ nhỏ được. Miếng thôi nữa. Đừng khóc luôn đi. Không, khóc miếng nữa thôi luôn. Thôi được rồi. Ờ, nghỉ, nghỉ. Anh Tư, anh nghe tôi hỏi nè. Ở nhà tôi đó ai cũng mạnh hết hả anh? Dạ khỏe. Sao mấy tháng nay anh với Tiêu Minh không đến thăm tôi? Rồi cũng không ai viết cho tôi một lá thư nào hết trọi hả? Bộ gia đình tôi lúc này bằng công việc lắm hả anh? Hay là suy sụp lắm phải không anh? Mới suy chứ chưa sụp. Cột kèo vách ngoái còn nguyên mà chính giữa nó dột banh chành hộ khẩu rồi. Nhưng có điều, từ cậu ở tù tới giờ cũng thấy gia đình không được, thành thử tôi nghỉ việc rồi cậu à. Hả? Như vậy là anh nghỉ làm cho nhà tôi rồi sao? Nghỉ lâu rồi. Anh Tư à,
Chắc tại vì tiền bạc phải không anh? Stop, stop liền nha. Cậu nói tới tiền là tôi sốc. Cậu nói tới tiền là tôi sốc liền. Tôi làm cho cậu hồi ông nhà còn sống, tôi có lấy đồng xu cắt bạc nào đâu. Khi cần thì tôi xin. Mà cậu nói tới tiền là tôi sốc à. Cậu đừng nói sốc ốc tôi à. Cậu, mấy tháng nay đáng lẽ tôi phải tới đây thăm cậu, nhưng cậu ơi, tại vì tôi bị kẹt khi tôi nghỉ việc nửa chừng, trong tôi không tiền phải đi vác mướn ở bên xe, dành giùm chút ít này ở đây thăm cậu để bao một tin, bao cay đắng đã phụ phàng đổ chút cho cậu hay. Anh Tư, tôi nay tại trăng thân ở chốn lao tù, danh dự và sự nghiệp tiêu tan rồi, còn gì mà sợ trái ngang. Tình cảm của anh tôi vô cùng trân trọng, trong khổ đau còn tính được chút tình người. Cậu hai ơi, nỗi uất nghẹn bấy lâu nay tôi chờ gặp cậu để giải bài phân to. Mợ đã vội vã quay lưng, không còn kể chi làm nhân nghĩa con người. Hả? Anh Tư, anh nói gì? Mở rẽ lối sang ngang với một thằng tôi, miệng lưỡi thì ngọt ngào nhưng bụng nó chứa đầy dao búa. Cậu bị ở tù nằm trong một âm mưu để người ta đoạt tình đoạt ngôi vị cao sang, chơi với bạn rồi nó chôn vợ bạn. Nó thừa cơ chủ nhà đi vắng đã lên tay ấy trộm chai cắm ở trong giường. Trời ơi, anh Tư ơi, vợ tôi phản bội tôi thật xin. Mà nó lấy thằng nào vậy anh? Còn ai khác, kẻ gặp cậu lúc nào cũng thủ trưởng là giám đốc của tôi, chí thiết chí thân mày tao mi tớ. Nhưng kỳ thật mặt gặp mặt thì mỗi thằng một mặt, tay bắt tay thì mỗi đứa hai tay, dây kề dây thì hai dây một đứa, còn ruột thắt ruột thì ruột thằng nào nấy thắt. Anh Tư, nghĩa là vợ tôi ngoại tình với bạn tôi phải không anh? Mở ngoại tình là vì yếu đuối cả tin, bị gã ma đầu lừa vào bẫy rập. Mở phản bội cậu vì tưởng lầm ân nghĩa, đã xuôi tay về làm vợ người ta. Nó lại là thằng bản xóm hôm kề cận, đã cùng cậu ngày xưa tranh đoạt một bông hồng. Tuyết Minh ơi, xem nợ phụ anh tình nghĩa vợ chồng trong lao lý, anh còn niềm hy vọng ở nơi em. Nay cùng vợ tan như mây như khói, em ơi làm sao anh còn sống nổi. Tuyết Minh ơi. Anh Tư, có phải anh nói thằng Hùng không anh? Chớ còn ai nữa? Hùng, Hùng ơi, mày là thằng lừa thầy phản bạn. Anh Nhân. Cô Mai rồi cậu. À, xin chào cô Mai. Nè, bữa cô Mai lại nhà mình, cô Mai lấy sách đó. Cô Mai cũng gặp một cha giám đốc sở nữa đó cậu. Hả? Sở? Giám đốc sở gì? Sở Khanh chứ sở gì. Nè, sao anh hay anh Nhân có tin vui mà lên đón anh vậy? Bữa nay kiếm được đủ tiền lên thăm cậu tôi chứ ở tù mà vui sướng gì cô. Anh Nhân có lệnh ân xá nè. Hả? Trời, lệnh ân xá, quan hô nhà nước, quan hô trại giam, quan hô ông trời. Tôi về tôi cạo đầu trọc lóc, tôi ăn chay một tháng. A Di Đà Phật. Anh Tư. Anh đừng nhìn em với đôi mắt giận hờn và trách móc đó. Giờ đây em đã làm vợ Hùng, em đã có thai. Anh ơi, một mà em có đi lấy chồng, vòng tay anh ấy thay người.
sắc vào tươi hồng như trái tim. Em mãi đau lòng tôi vết thương, em biết chăng em? Một mái đôi ngã xa cách rồi, người xa duyên mới quên thế ương. Xin chiếc khăn hồng hương cô nhân, đôi mắt em màu xanh ái ân, để nhớ muôn đời. Xin chiếc khăn hồng hương cô nhân, đôi mắt em màu xanh ái ân, để nhớ đã em xa chân vào tôi lôi. Phụ chồng cũ lao lung ga duyên cùng chồng mới, sống bên chồng này cứ mơ tưởng như thương chồng nó. Con tim em dài dò nhức nhối, em làm vợ vô tâm phản bội tôi ơi người. Tuyết Minh ơi, dường như mơ tưởng gì xa xôi mà nhỏ lệ thương sâu. Anh Hùng ơi, em cứ thấy anh Nhân về nhìn em không trách, em tự xấu hổ vì mình cứ đối diện với lương tâm. Tuyết Minh ơi, em bây giờ là hơi thở là lẽ sống của anh, đứa con trong bụng là chứng tích một tình yêu trọn vẹn. Dẫu có biển Minh em cũng là người phản bội, trời ơi em đã làm người tự nguyện phụ giống tình. Tuyết Minh, tại sao em không biết thương anh chứ? Nhất là lúc này công an họ cứ tới hỏi thăm anh hoài, anh thì bực bội. Rồi anh thấy em buồn, anh muốn đưa em đi Đà Lạt. Không, tôi không đi đâu hết. Hãy để cho tôi ngã gục nơi đây, coi như tôi tự giả thế gian này. Em đừng tự hành hạ thân em, tự dày vò hạnh phúc đôi mình. Chưa trọn chung tình đã rẽ lối sang ngang, trong khi chồng lâm nạn giữa lao lung, người xưa thủ tiếc trọn lòng. Sao tôi lại dễ dàng đổi thay? Minh ơi, hãy chôn vùi kỷ niệm xuống nắm mồ quá khứ, để làm mẹ thương con, làm vợ thương chồng. Đừng mặc cảm tự rủa nguyền mình với nỗi ăn năn, để một lần nữa phá cho tan hạnh phúc. Đời tôi sống như con ốc mượn hồn đắm chìm lắng ngập giữa biển đông, ba đào vùi dập với đau thương. Ê, dạ xin lỗi. Dạ, tôi thấy mình cũng hơi mất lịch sự. Nhưng tôi có nhấn chuông nãy giờ ở ngoài mà không thấy ai ra, tôi tưởng đâu chủ nhà chết hết, thành thử tôi leo rào vô đại. Kìa, anh Tư. Dạ, chào mợ. Anh tới đây có chuyện gì? Thưa ông, có chuyện mới tới chứ, không có chuyện tới làm gì cho dơ nhà dơ cửa ông bà. Thưa ông, tôi là Đào Đại Đía đường đột đến đây đại diện cậu tôi là ông Trần Văn Nhân, gặp nguyên mợ hai tôi để báo một tin. Anh Tư, anh Nhân. Dạ, cậu tôi được ân xá, được trả tự do rồi. Anh nói sao? Thằng Nhân được ân xá à? Phải, được ân xá có nghĩa là được trả tự do. Trời ơi, mình em làm gì vậy? Nè mày. Ê, mày không có mày ngang, không có mày tao mi tớ ngang. Anh Tư đàng hoàng ngang, anh Tư Đía đàng hoàng. Mày ra khỏi nhà tao ngay. thấy chưa cô bác, thấy chưa, người tạm trú bất hộ pháp mà dám đuổi người có hộ khẩu thường trực khang. Được rồi, để tôi mời chủ hộ đến đây làm việc với ông ha. Người tạm trú bất hộ pháp mà hổn ha. À, họ có bản lĩnh ngồi đó đi. Dạ, xin mời. Tuyết Minh. Anh Nhân, mày về hồi nào đó? Hai hôm rồi. Mày trốn đó à? Tôi được ân xá trước thời hạn đó chứ. Ra tù, tôi tính về đây, nhưng gặp anh Tư,
anh cho tôi hay. Tôi không còn nơi nương tựa thì cốt khỉ quần cốt kỵ mà thôi. Xưa tay trắng nay trắng tay là quê. Trời ơi, tôi phải nói gì đây? Nhìn mặt nhau mà cúi đầu tôi thề. Nhưng đừng khơi lại đống tro tàn, hãy quên quá khứ sống với tương lai. Thưa ông, dường như ông là chủ nơi đây, tôi tới đây xin nhận lại một số sách và một ít đồ riêng, kỷ niệm ba tôi tài sản một đời, rồi cùng bà giải quyết chuyện riêng. Khoảng 30 phút thôi là vĩnh biệt. Được, mày nhớ bây giờ đã khác xưa. Phải, khác gì trong hôn thú tao là chồng, còn vợ tao mày lấy phải không? Thôi được, tao đồng ý cho mày 30 phút để giải quyết dứt khoát với vợ tao. Tuyết Minh, em nên bình tĩnh đi. 30 phút sau, anh về anh rước em lên Đà Lạt đi. Tuyết Minh, lúc này em có khỏe không? Anh có lỗi đã làm khổ lụy đời em. Anh muốn đến thăm em lần này là lần cuối cùng. Anh Nhân, hãy tha thứ cho em. Em có tội với anh. Anh ơi, đừng khóc nữa Tuyết Minh ơi. Người đang khóc là anh nè. Đối với em, anh thương yêu vô hạn em ơi. Thôi nhớ thương nhiều cũng thế thôi. Đời anh là bàn cùng sương gió, nghe gió lên từng cơn ru cô đơn. Biết cho chẳng đêm đêm biến tay mang thân anh đi đại lưu. Đời chi anh ơi như cánh thư hồng hợp nhiều. Sao là sao chấp chung giá lành tim nghĩa tình. Khi ra đi tai ương xa lìa tiếng nói người thương. Ngày anh xa nhà lánh áng hoa lòng vương chướng tình yêu. Nhưng chờ đâu thấy người em yêu chờ đến quên về chiều. Ngày anh xa nhà lánh áng hoa lòng vương chướng tình yêu. Nhưng chờ đâu thấy người em yêu chờ đến quên về chiều. Mình ơi, ngài được ăn xá về đây, trong suy nghĩ đầu tiên của anh chỉ có mái ấm thân thương với người vợ hiền yêu dâu. Nhưng nó vội tan nhanh tối sầm tâm sự, người xưa đã sang ngang nhà xưa giờ thay đổi chỗ. Anh lặng lẽ đêm bước cô đơn không còn chốn để đi về. Còn gì đâu có, còn chẳng là nỗi cay đắng. Ê, anh muốn khóc mà lệ lòng khô cạn, muốn hận, muốn hờn mà lòng nghe ngập cô đơn. Nén bao lòng cho môi câm nín niềm đau, nuốt sầu hận nước mắt chảy vào mặn đắng. Nhốt kinh tâm tình như những đợt sóng dung nhắm trong lòng núi rộn ràng chờ đến ngày phun lửa. Anh ơi, em bỗng nhiên mất hương, tâm hồn em mảnh mai yêu đuối. Kìa, Tuyết Minh, em sao vậy? Em bị cảm mà. Không, em chỉ hơi choáng váng. À, dường như... Em đã có thai. Em có thai. Trời ơi. Anh Nhân, xin hãy hiểu cho em đắng cay, nghẹn lòng buông rơi hạnh phúc. Em ơi, duyên nợ chia lìa mỗi đứa một phương. Anh
đành về cô đơn. Còn em yêu lỡ câu chung tình, lòng anh đầy thanh cao, còn em sao tiếc danh nhớ rồi. Mình ơi có ai muốn đời mình lao đao sóng gió, có ai muốn hạnh phúc tràn đầy lại nhận đi tan chắc. Có lẽ tại duyên xấu đôi mình ngắn ngồi nên phải chịu gian dở ly tan khi đang đổ tình nồng. Em chớ tự dằn vặt với những niềm đau quá khứ u buồn. Hiện tại mình mỗi đứa đều có riêng cuộc sống, đã gian dở tình đầu hãy biết trân trọng tình sau. Tuyết Minh ơi, mình gặp nhau lần này chứ trọn nghĩa ngày xưa. Chuyện dị vàng đã qua thôi đừng nên níu lại. Em hãy coi anh vắng mặt như lâu nay vắng mặt, để em vui mà quên anh những kỷ niệm đầu tiên. Anh Nhân, tại em nhẹ dạ lỡ lầm, cái tai qua nghiệt đã chặn đường em quay lại tình xưa rồi. Lỡ rồi em à. Nước non còn đó, người sẽ chẳng quên bao lời xưa ước hẹn. Bốn phương trời mây còn đâu nữa ngày vui hoàng khúc ca xuân dậy. Nào ai lấy thước đo tấc lòng, tình như mây khói trên làn sóng. Anh sẽ đi tìm chồng lãng quên, nhưng cố quên lại càng nhớ thêm đã trót yêu rồi. Lại ai hơn chung sống, tôi đã tự đưa tôi vào trong vực thẳm, tôi tâm giá lành muôn đời. Thôi thì chớ nhân duyên, xin anh cho em nở lại đời này. Em tuổi hổ ba năm chồng dưỡng lao ly, em vội sang ngang quên hết kỷ niệm tình tha thiết muôn thu. Ngày xưa đó tay đôn chịu nhau đi trên con đường lẻ loi, mấy năm qua rồi anh em không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ cho đến hôm nay đã vỡ tan rồi. Tuyết Minh, em cho anh xin cái vali tài liệu ngày xây dựng của anh. Vali anh vẫn còn nguyên chỗ cũ. Anh cảm ơn em. Anh Nhân, anh cầm chiếc vòng này bán để chi dùng. Cảm ơn em vẫn còn nghĩ tới anh, nhưng anh chỉ nhận những gì thuộc về anh thôi. Anh, trời ơi, sao anh định đi đâu? Chưa biết. Tuyết Minh, à, em cho anh xin luôn bức ảnh kỷ niệm của ba nha em. Chúc em yêu hạnh phúc vĩnh biệt. Anh Nhân! Cậu, cậu ơi, coi chừng cậu ơi. Trời ơi, trời ơi, cậu tôi bị xe đụng ơi. Tính bằng năng lượng mặt trời đấy cô bác ơi. Xúc ốc lông đền ngày đêm dính luôn dầu nhất, chà chà dây nham da xe kim ăn từng ngày. Không cần tay nghề làm ăn ê thôi là ê, mà lòng chân chính rải đinh ác không thèm làm. Honda Mazda xe cúp vô đây, cam đoan keo riêng tôi gia ép phát chê.
cha 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 xe giá mỗi ngày nhiều nhiều, cha 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 cho kiếm mỗi ngày nhiều tiền. Anh Tư. Bà. Anh biểu tôi mỗi ngày ra quán cà phê đợi anh Phúc, mà sao giờ này anh còn ở đây hả? Anh bắt tôi chờ tới hụt hơi hay sao hả? Tôi lại chỉ nói nhỏ nhỏ giùm tôi chị ba. Nói nhỏ nhỏ cái gì? Tôi đi đòi nợ chứ đâu phải tôi đi coi mắt chồng đâu mà biểu tôi nói nhỏ nhỏ. Nhưng mà tôi nói với chị là cậu tôi đau nằm trọng á. Cậu anh đau mà kệ anh. Cậu anh đau, đâu có bằng tôi đau. Tôi đau tiền mà tôi còn đau tình nữa nè. Trời ơi. Anh Tư ơi, ai ông sùm vậy? Trời ơi cậu tôi kìa, tôi hẹn chỉ 4 giờ mà chị ba. Không có hẹn gì hết trơn nha. Trời ơi trời, tôi nói tôi chưa có đủ tiền. Không có đủ tiền thì hung ba cái theo hợp đồng, hung đi rồi mai gót cũng được. Anh Tư ơi. Dạ dạ dạ, tôi vô ngay. Thôi 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 thôi, để tôi hung đại cho rồi để tôi vô. Nè, một cái nè, hai cái nè, ba cái nè, rồi về giùm con đi bà nội. Vậy có phải được không? Thôi em về nghe Tư. Anh Tư. Dạ. Sáng sớm ai lại đòi nợ vậy anh Tư? Đâu có cậu. Anh đừng giấu tôi, tiền thuốc, tiền phòng, tiền viện phí anh lấy đâu mà lo cho tôi? Tôi thỏa ơn anh quá anh Tư à. Cậu nói vậy là tôi sốc đó. Cậu nói vậy là tôi sốc nha. Tại sao cậu không nhớ hồi đó, hồi tôi bị thương á, ông nhà mổ cho tôi lấy ra mấy viên đại bác. Ủa càng pin rồi đem về nuôi ở trong nhà này. Ôi nhớ mắt tè cậu ấm tôi đi. Sao cậu không nhắc? Đó là chuyện nhỏ thôi, còn bây giờ anh giúp tôi ơn nghĩa quá. Đừng nói nghĩa ơn cậu hai ơi, cái chính là lòng dạ con người. Người nhà như cậu có kim chứ em đâu có thiếu chi. Anh Tư, người như anh thiệt quý vô cùng, hay là anh đem rương sách để bán đi? Ê trời đất, cậu biểu tôi đem sách cậu đi bán chẳng khác nào cậu biểu tôi giết người. Ai đời cậu là kỹ sư xây dựng mà biểu đem sách vở tài liệu xây dựng đi bán? Vậy tôi nuôi cậu làm gì? Tôi mua cho cậu một gói thuốc rầy cậu uống cho cậu chết cho rồi chứ sống làm gì nữa. Anh Tư, nếu anh không bán thì tôi không ở đây nữa đâu. Cậu trời ơi trời, sách mà cậu biểu đem bán. Ôi cuộc đời còn gì nữa, tình yêu và lòng chung thủy. Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ, với mây trời xa dịu bước em đi. Ngước mắt nhìn theo rú buồn phân ly, lỡ quen lùa gắm đành quên ước thề. Ai bước mai kết ngang vì sao đường sáng nguyên quân, tiếng nhau ngày vui dấu lệ thương đau, để duyên tình mới đẹp như phút đầu. Để duyên tình mới đẹp như phút đầu. Nhưng ơi, có nhiều đêm em tự hỏi lòng mình, tình yêu ấy nảy sinh từ rung động con tim, hay chỉ là nỗi cảm thông tội tội thương thương trước những tai ương đang vùi dập một tài qua trong sang. Em xin
xin được vượt qua tường rào ngăn cấm, không ngại tiếng thị phi để nói với anh lời chân thành tha thiết là em đã yêu và xin dâng trọn trái tim hồng. Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt gỡ buồn? Đoạn đường qua nhịp cầu sau lưng đã gầy, kỷ niệm buồn hãy để cho năm tháng lặng quên. Trước mắt anh vẫn còn có cả một tương lai, mà em với đôi tay tình yêu cùng mắt dìu bước. Tình đã đậu dấu nhiều trái ngang xuôi ngược, đánh đổi mấy hy sinh em cũng nguyện dâng trọn tâm chung tình. Mai, Mai ơi, anh không thể giấu ngăn nước mắt xúc động chân thành, nhưng anh nỡ đâu gieo sầu cho cây nở hoa sai mùa. Tình yêu dành hương thơ cho ý đời thiên thu, thôi hãy xem như kỷ niệm trong ước mơ chúc hương em đẹp. Điều em muốn anh thức lòng tìm xem có tình yêu em không, phần em quyết không ngại ngùng cùng anh sớt chia buồn vui. Mai ơi, tình em vô cùng cao quý và tinh khiết quá, anh còn có gì đâu mà bảo vệ hạnh phúc ân tình. Bảo vệ tình yêu sao lại dành cho một mình anh, vết cổ cho thấy anh đã vượt tầm tay hạnh phúc. Qua lòng lệ sắc hương dễ mời gọi người đưa tay ngắt, qua phải có gai để tự bảo vệ riêng mình. Mai, Mai ơi, em đúng là vị quản giáo của lòng anh. Anh tự nguyện chấp nhận để em cầm tù anh suốt đời. Mai, anh Nhân ơi, có nhà không? À, Hùng đó hả? Mời ngồi. Cảm ơn. Nhân, ta bắt đầu câu chuyện như thế nào đây? Tình bạn chăng? Tình bạn? Tình bạn thì rất là ngượng ép. Tao nghĩ nên nói chuyện với nhau tư cách là tao là kẻ bị cướp, còn mày, mày là thằng ăn cướp. Nói đi. Như vậy tao với mày là đối thủ à? Ok. Mà đã là đối thủ thì bất cứ lòng thương hại nào cũng dễ thành tai họa chứ. Mày cứ nói trắng ra đi. Nhân, hơn một tháng nay, từ lúc mày về, sự có mặt của mày như một bóng ma quái ác, đã làm tàn phá hạnh phúc gia đình của tao. Tiếc mình nuôi sầu, còn tao thì xót dạ. Tại sao mày được sớm trả tự do, trong khi bản án mày là 8 năm? Tao ở tù 3 năm, còn 5 năm tao dành cho một thằng bạn. Cái thằng bạn tán tận lương tâm, giọng nói ngọt bùi mà đâm lén sau lưng. Hùng mà, dường như tội ác của mày đang lộ ra hơn, và mày đang bị dày vò bởi sự căng rứt của lương tâm. Lương tâm? Lương tâm còn chó gì? Mày nên nhớ tao là thằng Hùng, là một tay quanh liệt. Phải, mày là Hùng thằng bạn lưu manh, chơi bạn rồi giật vợ bạn luôn. Trong khi tao ở tù, mày lợi dụng sự yếu đuối của Tuyết Minh. Mày lấy hết tiền bạc mày nói mày lo cho tao, rồi mày chiếm đoạt vợ tao. Trong khi công trường sắp hoàn thành, chỉ còn có hệ thống là cầu thang. Mày là kỹ sư thi công mà mày xin nghỉ phép vì tiếp mày bị bệnh. Rồi mày xúi thầu phán bán vật tư, rồi còn xúi họ phải vượt biên. Bắt đầu mổ xong, mày đi trị bệnh cho cái trái tim đen bạc à. Mày làm cho trái tim tao rỉ máu 3 năm dài trong ngục à. Mày biết chỉ làm khổ mày thôi, bây giờ tao là giám đốc mày biết chưa? Ừ,
Biết, biết rồi. Đúng ra cấp trên phải để cho ông làm giám đốc sở mới đúng. Sở gì? Sở Khanh á. Mày câm đi. Ê, không có mày nha, không có mày nha mày. Anh Tư đàng hoàng nha. Anh Tư đào đại đĩa nha. Đào đại đĩa đồng nghĩa với đào đổ đi nha. Không phải công nhân thợ hồ của ông đâu mà ăn hiếp nha. Nói lạng quạng là đào đổ đi à. Nhưng tao khuyên mày đừng nói ra chuyện này là tốt hơn hết. Tốt cho mày đó, biết chưa? Thôi, tao về. Khoan, anh Khoan đi đâu hết? Tiết Minh em mới đến đó hả? Nè, nó có ở nhà đó. Em bảo nó ký giấy ly hôn đi, anh chờ em nhé. Tiết Minh, anh đã ký giấy ly hôn cho em rồi, em chưa cho Hùng biết sao? Chưa. Ủa, sao lại vậy Tiết Minh? Em muốn gì mà em giấu anh chứ? Anh với nó, ai là chồng em? Đừng nói gì nữa hết. Giấy ly hôn anh Nhân đã ký rồi nè. Anh cầm lấy nó, rồi muốn làm gì thì làm đi. Tại sao em nỡ đối xử với anh những lời băng giá đó? Tại sao em không hiểu mà thương cho anh chứ? Ngày đêm anh cứ phập phồng, anh lo sợ mà. Vì người ta kết tội anh làm sập cầu thang bệnh viện Hoa Hồng. Và em ơi, có biết bao dư luận rủa nguyền âm mưu anh chiếm em, khinh miệt rủa nguyền anh phản bạn lừa thầy, chỉ vì yêu em anh mới ra tâm kim mưu gây họa cho thằng nhân anh chiếm em. Trời ơi, đất trời lặng quê, đồ dở tan tành, nhân ơi thứ tội em lầm mưu gian phản anh. Tuyết Minh ơi, nếu như tội lỗi này anh là kẻ chủ mưu thì em chính là nguyên nhân phát khởi. Thôi thì hãy để cho nó nằm yên trong tình chồng nghĩa vợ, em khơi lại làm chỉ cho bảo tố quay cuồng. Vì hạnh phúc và tình yêu không thể có hai lần. Anh gian em, mình sắp có con, đời mình sắp sang trang mới. Tiếc tưởng làm gì cái quá khứ buồn đau. Phải, anh là kẻ đê hèn ích kỷ, hai bàn đoạt tình, nhưng cũng chỉ vì quá yêu em. Tuyết Minh ơi, anh lo sợ lòng chưa yên, vẫn đừng em ơi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt hận hờn. Tôi sắp cô cô. Trời ơi, ôi, chia chứng đau trong đời, nợ tình nghiệp quan đã đêm thay vàng, ai lừa đảo nhuốc nhớ vô cùng trong tiềm thức. Quý đi hay là tôi giữ con, sinh mạng anh bây giờ tùy thuộc ở em với thằng Nhân. Sống chết buồn vui đều do em định đoạt. Mình ơi, vì em là vật thiên mà anh đây không thể mất. Tội gì đâu bởi anh quá yêu rồi. Trong tranh nước cuốn bèo trôi, tôi như con dạt giữa trời kêu sương. Bờ vỡ phất quê chập chờn, bay nhanh theo gió như hồn ma trời. Ông Hùng, nhân danh đội điều tra, chúng tôi cảnh cáo ông, trong lúc tại ngoại hầu tra, ông không được quyền rời nơi cư trú. Tôi có công việc, nhưng cầu thang bệnh viện Hoa Hồng bị sập là trách nhiệm của thằng Nhân. Tòa đã xử nó rồi, sao các ông cứ điều tra tôi hoài vậy? Điều tra ai không điều tra mà sao cứ kiếm tôi điều tra hoài vậy chứ? Ông Hùng, có lúc nào đó ông có thể qua mắt được chúng tôi, nhưng ông không qua mắt được nhân dân đâu. Nhân dân biết cái gì? Biết chứ ông. Ông xem đây, đây là những thứ mà nhân dân cung cấp cho tôi.
Đây là bút tích con viết thơ cho thầu khoáng Lê Văn Phương bảo ông ấy vượt biên. Dạ thì tôi viết cho bạn tôi mà. Còn đây là bức thơ thứ hai nữa mà ông viết bảo với ông Phương. Chuyện bể rồi ông suối ông trốn luôn có đúng vậy không? Dạ. Vậy thì mời ông ký xác nhận vô đây. Hai bức thơ này là bút tích của ông. Nhưng ông Lê Văn Phương vượt biên đã chết rồi. Tôi vô tội mà sao mấy ông với ông có hai bức kia. Chú Hùng, thơ của cháu đưa cho họ đó. Trời ơi, sao cháu làm như vậy? Cháu tức quá mà chú. Chú nghĩ coi nè, chú lấy sắt thép thi công bệnh viện Hoa Hồng chú bán cho ba tôi. Ba tôi ứng trước cho chú là 4 triệu. Ba tôi giao cho anh chị của ông bồ tôi là cô Mai bán. Ba tôi chết, hai người lấy cho tôi 5 triệu 8, nói là để gả em gái cho tôi. Em gái họ không chịu tôi. Tôi đòi lại, họ không trả. Cô Mai, em gái của họ báo công an. Công an hỏi, thì tôi giao. Vậy là chết cha chú rồi, Dũng ơi. Anh Nhân. Kìa, Tuyết Minh, em đi đâu mà mưa ướt hết vậy? Hùng đá. Em biết rồi. Em đến đây tìm anh để nói lời từ biệt. Không, em không đi đâu hết. Em phải ở lại đây. Khăn nè, em lau mặt lau tóc đi em. Cảm ơn anh. Anh Nhân ơi thương, người xưa đứng bên đời, khổ đau câm nín lời, nghẹn ngào trong tiếng cười. Em ơi, lời yêu dấu cho nhau nào đâu đã bao lâu, giờ sao đã âu sầu. Những ngày tháng mong xin trả lại em, con đường mình qua giờ hãy quên tên. Có thương và đau cũng đành chia tay, đã không còn nữ tình duyên kiếp này, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Tuyết Minh ơi, kể sao cho hết nỗi thương đau, hai đứa mình lòng vẫn còn nặng và thương nhau, sao phải đành nói lời ly biệt. Và Phương đó em ơi, có gì vui xin biên thư về cho anh nhớ. Thương với đây em anh không gặp nữa, thương em thương nhiều lắm em ơi, biết cho chẳng đây là duyên rồi. Mình ơi, trong hoàn cảnh hôm nay mình không nói nên lời. Anh Nhân ơi, đây chẳng có sông sâu, sâu nghe lòng gì sâu. Không có ru đông mà hồn sầu như nhấp chén quang sang. Hai ta giờ mỗi đứa đều có một đời riêng, phải tự sắp xếp để lo chu toàn bổn phận. Ở phương này đôi đứa cách đôi nơi, nhưng không quên người xưa xa cách. Mưa rơi từng cơn mưa triền miên nơi miền xa, lòng ai thương nhớ vô biên. Thương anh nhiều lắm, em nhìn anh mắt quen sầu, không nói nên câu giả từ. Mong anh mong làm sao cho tình ta không nhà phai theo năm tháng thoáng qua mau.
Yêu yêu em yêu nhiều lắm, nhưng tình ta vẫn không tròn nên phải cam đời điêu linh. Rồi đây nơi chúng xa xôi nhớ thương vọng về chốn cũ, vì lỡ một lầm hai mà em cảm ơn hận đến trọn đời à. Mình làm mình chiều anh ơi, dầu đau chính kiếp đành rồi phận ta còn yêu tiếc thần xót xa đứa con trong bụng không là con anh. Vĩnh biệt anh. Anh Nhân. Đứng lại. À, kìa anh Nhân, sao anh nhìn em bằng ánh mắt dữ dằn và sực lửa vậy? Tôi muốn nhìn, cho kỹ một con người mà mang tấm lòng là một con cá sấu ác độc. Có gì kỳ vậy? Không kỳ đâu cô. Dũng là chồng hứa hôn với cô, hắn ta trẻ đẹp. Còn tôi, cô hãy nhìn kỹ đi. Tôi đã 40 tuổi rồi. Cô hãy về đi, chờ ngày hôn lễ của cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa. Đừng đùa cợt, đừng khinh thị một kẻ đã mang tâm trạng trái tim tật nguyền. Về đi cô. Anh Nhân, lòng em đối với anh như tờ giấy trắng, chưa ố quen vì một vết mực đen. Đó chính là trợ lực mà em đã cố vượt qua để cùng anh đắp xây hạnh phúc mà. Cô im đi. Hãy chấm dứt đi vai kịch, dũng về vô duyên trở trẻn kia. Xin hãy buông màn, chấm dứt sớm vỡ tuồng. Tình đầu em tha thiết trao anh, em đây gửi trọn chỉ một mình anh thôi. Anh hỡi anh, tướng người đẹp xinh, nết na hiền lành, đâu ai hiểu được tấm lòng bạc đen ham đổi thay. Anh Nhân ơi, đời em sớm chiều mồ côi, anh chị em đành mai quyền mẹ cha mà ép nhân duyên, bởi dùng đã dùng tiền mà chuột mua lung lạc. Dùng tin lời nên mới bị anh chị em lừa mối tiền bạc, chứ lòng từng một lời thề hẹn cũng không một thoáng xe lòng. Đừng nói đến chi chuyện chờ nhau thành vợ thành chồng, em xin anh đừng mặc cảm, hãy bình tâm tình trí để cùng em tháo gỡ cho ra mạng lưới quay quanh. Em chỉ một lời yêu anh, nhất quyết yêu anh, em thà chết chứ không trở lòng bùi phàng. Đừng giận hờn em anh ơi, mà hiểu ra mang tội, và thêm một lần đau vì tan vỡ tình. Mai, thật vậy sao Mai? Mai à, cậu lên không kịp á, là anh chị của con đã bán con cho cái thằng Dũng sữa Dũng bột gì đó rồi. Anh nghe cậu em nói không? Nghe. Mai, anh xin lỗi em nha. Anh Nhân. Mai. Cậu hai, mở Tuyết Minh gửi cho cậu bức thư và gói này nè. Đâu, anh đưa tôi coi. Anh Nhân ơi, em biết rằng ngôi nhà cũ ấm ngày xưa, em xa dân nên em mất nó đi. Số vàng được em chia, mong anh nhờ tạo công bằng. Đang mở Tuyết Minh
gửi vàng cho cậu. Trời ơi, Tuyết Minh, Tuyết Minh đâu? Tôi muốn gặp. Cậu ơi, mợ đã đi rồi. Mong anh đừng tự ái, vì rất cần cho cuộc sống tương lai. Để cho anh cùng với cô Mai đắp xây hạnh phúc lại từ đầu. Trời ơi Tuyết Minh ơi, em còn gửi cho Mai áo cưới, trắng tinh và trong sạch. Tuyết Minh ơi, anh đã hiểu em rồi. Chúc anh và Mai được vui hạnh phúc trọn đời. Nhớ tới em ơi, đừng sai lụy, em thề xin giữ trọn tình anh. Anh Tư, Tuyết Minh đâu? Mợ trao thơ và gói này taxi chạy đi, tôi đâu biết mợ đi đâu. Mai, anh nghĩ là anh phải tìm để tiễn đưa Tuyết Minh lần cuối. Em nghĩ sao? Anh Nhân, Dân, em đồng ý. Mai, anh cảm ơn em. Xin phép mọi người, tôi đi. Tuyết Minh ơi, anh trở về căn nhà hạnh phúc của đôi ta ngày xưa để tìm em đây. Em ơi, em đâu rồi? Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tên, gót mòn tìm chữ hương ngày xưa. Bao nhiêu kỷ niệm mềm mại, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đôi mắt người thương cũ nhưng về đâu. Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng yên cúi đầu. Đến thu đi cho lá vàng lại bay, anh vui bước về nhà ai. Tình xưa đã lỡ, thời gian nào vội xóa, khi nhìn đầu ai đành lòng quên. Tuyết Minh ơi, giờ này em ở đâu? Dù tình ta không tròn, sao em đi không chờ anh để nói tiếng giả từ? Tuyết Minh, anh nhớ, dẫu biết tình xưa không chui xâm hợp, mấy phương trời xin giữ cho ơn tình anh.